quý vị và các bạn đang đến, hiện tại thì Nam Vương đang có mặt tại mật ong nguyên chất phấn hoa sữa ông chúa sáu phương tại địa chỉ là Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào trong để khám phá mô hình nuôi ong mật của chú sáu phương quý vị nhé. Quý vị thân mến, hiện tại thì Nam Vương đang đứng cạnh với chú Sáu Phương. Chú ơi, như vậy thì từ đâu mà mình lại có ý tưởng là nuôi ong mật thế này chú? Hồi trước đây Cù Lao Dung là trồng mía là chủ yếu. Dạ. Nhưng mà sau này trong những năm gần đây là người ta đã chuyển đổi cây trồng. Dạ. Giảm bớt cây mía nên dạ. Trồng cây ăn trái. Rồi tôi thấy đi tham quan nhiều nơi, thấy cái nghề nuôi ong cũng là một trong những cái nghề nó gắn liền với bà con nông dân mình. Từ đó tôi mới phát sinh ra cái ý tưởng là nuôi ong. Rồi mới tìm hiểu đi ở các nơi người ta có nuôi ong á, mình tìm hiểu rồi về nuôi. Mới ban đầu cũng nuôi một số ít nè, nhưng thấy cũng được, thấy phát triển vùng này cũng được. Tuy là sản lượng mật nó không cao so với những vùng khác, nhưng đây cũng được, nghề nuôi ong phát triển ở xứ này được. Như vậy là ngoài chú thì ở đây là còn nhiều hộ nuôi ong đúng không chú? Cũng có một số hộ, tôi cũng có chia sẻ với một số anh em mà cũng có đam mê nghề này nè. Nhưng mà cái tỷ lệ thành công rất là thấp. Hiện nay cũng có được một vài người trên Cù Lao Dung này nè. Chỉ có được, cũng có được vài người là cũng theo cái nghề này, tức là thành cái nghề để nuôi sống luôn á. Như vậy thì ngoài nuôi ở Cù Lao Dung thì chú còn có nuôi ở đâu khác không chú? Ở đây cái đàn ong hiện tại Cù Lao Dung này là chỉ là về đây để dưỡng đàn thôi. Còn lại một đàn là đang nằm ở Đồng Tháp á. Đồng Tháp. Đang khai thác cái vùng ở trên đó là đang vô cái vụ nhãn. Nhãn Thái á. Nhãn Thái ở Đồng Tháp nó có những cái khu vực nhãn Thái chất lượng mật tốt lắm. Như vậy thì nuôi ong là theo quy định là phải trong thùng như thế này hả chú? Rồi, cái là ong này là ong Ý nha. Ong Ý nó có cái nguồn gốc là cái con giống á, là nguồn gốc nó du nhập từ ở nước Ý. Có người ta gọi là ong ngoại. Là xuất phát nó có nguồn gốc nó vậy đó. Vậy bây giờ chú có thể dở cái thùng ong này ra được không? Rồi, dở lần xem ha. Dở lần xem. Nhưng mà cho chú ơi trước khi dở thì cho phải là bay ra đó có ong nó có chích mình không chú? Thường á là nó có một cái đặc điểm này, con ong á, ong thì chỉ có hai, trong này nó có ông chúa nè. Rồi ông thợ. Ông đực. Nhưng mà cái ông chúa thì chỉ có một thôi ha. Ông đực thì rất là ít. Nhưng mà ông thợ thì là nhiều. Tất cả những ông thợ đều tấn công mình được hết. Nhưng mà nó cũng có được cái là khi nó tấn công mình là để nó bảo vệ nó. Tức là khi mà mình mọi cái thao tác mình thấy làm mà thấy nó yên ổn á. Thì nó không sao á. Nhưng mà nếu như nó không vừa ý thì tất cả là ông thợ đều có khả năng tấn công thôi. Ví dụ như con đứng nhìn thì là ông sẽ không tấn công con. Không. Rồi bây giờ con mời chút. Rất là hồi hộp cứ vậy. Không có sao cả. Là ong thì mình nuôi nó cũng thân thiện lắm. Những kèo ong ha. Kèo ong đây. Đó. Là cái cây là kèo ong. Tất cả kèo ong như vậy, cái thùng này nó được 9 kèo nè. Đó. Nói chung là mọi cái thao tác mình làm phải nhẹ nhàng ha. Thì khi mà nó thấy yên ổn thì nó không. Những kèo ong ha. Kèo ong đây. Đó. Là cái cây là kèo ong. Tất cả kèo ong như vậy, cái thùng này nó được 9 kèo nè. Đó. Nói chung là mọi cái thao tác mình làm phải nhẹ nhàng ha. Thì khi mà nó thấy yên ổn thì nó không có tấn công mình. Chú ơi, con thấy là những có mình có những cái tổ trắng như vậy, là cái này là tổ nhân tạo hay là cái đó là cái tổ mới á? Tổ mới. Là ong nó làm tổ mới. Tức là nó có nhu cầu xây thêm nữa đó. Tức là nó bây giờ như vậy là nó chật rồi. Bây giờ nó khi mà nó làm những tổ mới là nó báo hiệu cho là cái đàn ong nó, cái quân nó dư ra. Nó có nhu cầu xây thêm cái tổ mới. Như vậy đây là những con ong thợ hả chú? Đây là
nói chung là trong đàn ông là ông thở là chủ yếu. Ông thở là chủ yếu. Ông thở là cái lực lượng lao động chính mà. Dạ dạ. Ừ. Có thể là mình có biết được con ông chúa là con ông nào không chú? Con chúa nó to hơn. To hơn. Dạ dạ. Con ông chúa nó to hơn, tại con chúa là nó là duy trì đàn á. Dạ dạ. Rồi cái nó ở trong thùng chứ nó duy trì, nó điều động như thế nào, làm việc ra sao là bài bản là của ông chúa. Với nó, với con ông chúa nó có một cái đặc điểm là nó cái sức sinh sản nó dữ dàng lắm. Một ngày một đêm á, đối với con chúa tơ nó có thể sanh cả ngàn trứng á. Khi mà cái người nó nuôi ông thì mới biết được cái nhiều khi mình nghe nói ủa khả năng sao mà sanh tới cả ngàn trứng, nhưng mà thực tế nó vậy đó. Trên tài liệu cũng đã có hướng dẫn, nhưng mà khi mình nuôi mình mới thấy. Tại vì cái dòng đời của ông thợ này ngắn lắm. Nó cỡ 35 đến 40 đến 60 ngày tuổi à. Cỡ đó à. Nhưng mà nó khi nó nở ra nó phải còn cái mấy ngày tập bay rồi, còn cái tuổi lao động nó chỉ có nằm ở khoảng 45 ngày tuổi thôi. Rồi số ngày sau đó là nó cũng già yếu rồi. Nó cũng không nên lao động mà ở nhà nó làm cái nhiệm vụ là luyện mật. Như vậy cái mật ong á thì nó từ ở ngoài, nó lấy từ ngoài rừng về á, là cái lượng nước này nó cao lắm. Rồi người ta gọi là mật chưa thành phẩm á. Từ chưa thành phẩm tới thành phẩm là một công đoạn nữa. Chú, như vậy thì để ông mà lấy mật từ rừng về thì con thấy là mình đậy cái thùng này rồi mình có mở ra đặng cho nó ở phía trước nó có cái cửa nó ở chỗ đó cửa nó có duy nhất một cái cửa đó ha. Đây cái cửa dưới này đây. Cái cửa đó là nó đi ra đi vô nó làm việc á. Nó ra vô làm việc. Rồi khi mà nếu như mà mình có di chuyển đàn á thì mình đóng cái cửa đi lại rồi gài thùng đâu đó nằm vàng. Như vậy thì bao lâu thì mình có thể thu hoạch mật ong? Cái mật ong này nè là nó phụ thuộc vào cái nguồn mật, cái nguồn hoa. Thì như vậy nếu mà sớm nhất cũng cỡ chừng tuần. Mà nếu trễ nhất cũng có thể là dài ba tháng. Nên cũng khó nói được. Nhưng mà nó phụ thuộc vào cái nguồn hoa ở cái nơi mình đặt đàn ong. Ở đây là tổng cộng mình nuôi là bao nhiêu thùng mà chú ạ? Hiện nay ở đây thì khoảng cỡ 50 thùng à. 50 thùng. Còn cái đàn di chuyển đi là 100. Lúc nào cũng có một cái 100 thùng, cái lực lượng quân đồ cho nó mạnh ha. Chúa đồ tơ quân mạnh thì lực lực lượng đó sẽ đi thu hoạch mật. Rồi nếu mà thu hoạch một thời gian mà con chúa nó già đi á thì mình phải đem nó về như vậy. Rồi ở đây đặng làm con chúa nhân tạo thay nó vô. Cũng như thay cái chỉ huy trẻ vô. Cái này là cái cách thu hoạch mật ong như thế nào chú? Thì cái này là khi nó có mật á. Rồi mấy dở cào ra vũ ong xuống. Vũ ong xuống thùng, rồi mấy lấy cái dao lạng nắp mật. Rồi mới đưa vô cái thùng quay. Cái thùng quay mật là thùng đó. Nó như là cái cối ly tâm vậy đó. Rồi mình đưa vô đó rồi quay để do cái lực ly tâm nó quay như vậy là nó văng mật ra. Rồi chứ mình cũng không có dắt như ngày xưa mà bắt ong gần là phải dắt ra. Còn bây giờ là bằng máy hết. Cái này là mình thu hoạch mật mỗi ngày hay là như thế nào? Không, tới lúc có mật thì khoảng cỡ như tôi đã nói là nếu mà sớm nhất thì cũng cỡ một tuần lễ, 10 ngày. Mà nếu trễ nữa có thể lâu hơn. Nhưng mà không được sớm quá. Wow. Đây quý vị, đây là một cái kèo ong. Đây chú Sáu đã dỡ lên chúng ta xem. Con thấy là có những con ong con ở trong á chú. Wow. Ong này là có sống theo thời tiết hay lạnh hay nóng gì không chú ha? Nói chung là khi nóng thì mình, nắng thì mình phải che. Lạnh thì mình phải làm cho nó hơi kín lại. Chú, như giống như là ở xứ Đà Lạt thì có rất là nhiều hoa, nhưng mà cái mô ở trên đó là mô hình nuôi ong này như thế nào chú ha? Tại thấy chứ cũng rất là nhiều hoa, cũng như là điều kiện để mình nuôi ong. Nói chung là ở đó người ta cũng có nuôi ong được nha. Thí dụ như bây giờ tất cả, nói chung con ong này, loại ong này là
cả nước luôn. Ở nơi nào nuôi cũng được. Nhưng mà nơi nào cái nguồn qua nhiều á thì nó sẽ cho sản lượng mà cao. Thí dụ bây giờ mà hết cái vụ người ta nuôi ong này nè, là hết cái vụ của miền Tây, người ta có thể chuyển ra về miền Đông. Miền Đông hay là lên cao nguyên, là những cái vùng cà phê cao su nữa. Còn nếu hết cái vụ ngoài miền Đông người ta mới quay về miền Tây thì nó gồm có gì? Mật tràm, mật nhãn. Tất nhiên là nó có nhiều loại mật lắm, nhưng mà những mật đó là mật chủ lực của cái vùng miền. Chứ con ong thì nó lấy được nhiều cái nguồn mật lắm. Có những loại mật nó tiết ra từ lá nữa, nhưng mà nó không nhiều. Cũng như là cù lao dung, mật ong thì nó có nhiều á, tức là tất cả những cái loại bông hoa này đều tiết ra mật hết. Nhưng mà nhiều hay là ít thì cái này mới quan trọng mà để cái người nuôi ong tính. Chú ơi, hỏi là chú bán mật ong thì giống như sữa ông chúa thì mình có ship, như là mình có vận chuyển đến khi người ta đặt hàng hay không, hay là đến đây mua? Bây giờ là hãy miễn khi có cái phương tiện giờ cũng dễ lắm. Bây giờ tôi giao cũng nhiều nơi. Với hơn nữa mật ong của tôi bây giờ là đã được chứng nhận là cơ sở sản xuất ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và sắp tới đây tôi sẽ làm những cái hồ sơ. Ồ, như chúng nói là mật phải không chú? Nhưng mà cái này nó mật nó chưa nhiều à. Mật này là mật này người ta gọi mật nước nè. Mật nước. Còn mật mà nó lên cùi á là nó xích vô trong này. Wow, đây nè. Như này, cổ này, ổn mới nè. Đây. Cái lượng mật nó ha. Đây mật nè. Ôi. Cái ổ này là ổ mới nè, cái lượng mật nó. Mật rất là nhiều, là vàng ở trong. Nó lên phần trên người ta gọi là mật nó lên bên cùi á. Wow. Cái này là mỗi lần thu hoạch là mình 50 thùng này thì khoảng bao nhiêu lít mật chú ha? 50 thùng này chắc có thể chắc khoảng cỡ chừng 6-70 lít. 60 lít. Nếu như giá mình bán thì là 1 lít là bao nhiêu chú? Bán lẻ là 200 ngàn. Nếu mà mua nhiều thì nó khác, còn nếu mà thường bán lẻ thì 1 lít 200 ngàn. Mật ong thì rất là tốt. Mật ong này nói chung là không nói tiếng mật nuôi cho thực tế là không có can thiệp gì. Mình dùng cái từ nuôi cái thực tế nó như thế đó. Tức là nó tự đi tự về. Nhưng mà cái lúc mà nó thiếu nguồn á, tụi tôi sẽ dồn lại cách là dồn cái quân lại, đưa cái lực lượng lao động nó lên nhiều. Thì cái cách xử lý của người nuôi ong. Còn sữa ong chúa là sao chú? Sữa ong chúa là cũng sữa ông chúa là khi cái đàn ông mà nó cần tạo ra con chúa mới á, để nó chia đàn á, thì cái ông thợ nó sẽ bầu ra. Nhưng mà sữa ông chúa là trong cơ thể của ông thợ nha, chứ không phải trong cơ thể của con chúa. Khi nó có nhu cầu là thay con chúa, tức là chúa già quá, cái hiệu suất sinh sản nó thấp. Thì nó mới tạo ra một cái con chúa, thì nó cái con chúa nó cũng từ cái trứng này thôi. Nhưng mà khi mà được cho ăn bằng cái sữa ông chúa thì nó sẽ trở thành chúa. Cho ăn thức ăn bình thường nó là ông thợ. Mà khi mà ông thợ cho nó ăn thức ăn sữa là sữa ông chúa đó, thì nó sẽ trở thành chúa và nó làm nhiệm vụ khác. Nó không có cái bộ phận kim chích, mà nó có cái bộ phận để sinh nở thôi. Như vậy nó là duy trì đàn. Giống như là công dụng, giống như là cái mật ong thì con có biết rồi, nhưng mà là sữa ong chúa là mình có thể làm gì chú? Sữa ong chúa nó có nhiều cái tác dụng lắm. Tức là ngoài cái làm đẹp ra, thường ở đây là tôi bán sữa ong chúa thì để cho mấy cái chỗ làm đẹp. Tức là rồi ngoài ra sữa ong chúa thì cũng được uống để cho nó có một cái tác dụng là bồi bổ sức khỏe. Ở đây giống như là nếu mà những người có nhu cầu thì có thể là liên hệ qua số điện thoại để đặt hàng hả chú? Như vậy sữa ông chúa mình cũng bán lít hả chú? Bán lít tính theo 100 gram á. Như vậy là 100 gram là bao nhiêu chú ha? 100 gram nó khoảng cỡ chừng 70-80 ngàn. 70 ngàn là sữa ông chúa. Có mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ chú có thể đọc số điện thoại để mà khi mà tất cả những người có nhu cầu mua ong thì có thể liên hệ với chú dễ dàng hơn. Số điện thoại của tôi là 036 7709 606. Tôi tên Sáu Phương ha. Chú
6 phường đối thủ nội dung quý vị nhé. Và nếu như quý vị muốn đến đây tham quan mô hình nuôi ong mật của chú, ở đây cho hỏi thêm là mình có cung cấp những dịch vụ mà ong giống không? Có luôn. Nếu ai có nhu cầu á, nhu cầu nếu số lượng lớn á thì phải điện ngay trước. Còn nếu mà 1-2 thùng á nuôi thì nhưng mà với một điều kiện là tôi phải tư vấn trước. Phải nuôi ong là phải hiểu, phải biết quản lý con ong rồi mới bắt đầu nuôi. Chứ không phải như những con vật khác vừa nuôi vừa rút kinh nghiệm là không được. Nuôi tại vì khi ong nó bay nó không giữ ý là nó bay cái mất tiêu. Nên khi người nuôi là phải có một cái kiến thức cơ bản để quản lý được ong. Sau đó mới bắt đầu nuôi. Nên tôi rút kinh nghiệm ngày xưa tới giờ chỉ cũng nhiều người. Nhưng cái người thành công rất là thấp. Nhưng sau này rút kinh nghiệm lại là bây giờ muốn nuôi ong là phải hiểu biết về con ong, quản lý được nó. Thì hiệu quả. Mới cho hiệu quả. Cảm ơn chú rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa khám phá là nghề bó chổi dừa cũng như là nuôi ong mật ở huyện Cù Lao Dung. Quý vị và các bạn nhớ đón xem chương trình STV khám phá vào lúc 15 giờ chiều thứ 6 hàng tuần trên kênh STV1. Ngoài ra thì cũng có thể xem trên kênh YouTube STV khám phá của truyền hình Sóc Trăng quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi.